Ê đừng chửi thề chứ, đắp cho người ta hiểu đúng mẹ. Ôi trời ơi, làm cho ta ngủ mà chửi thề quá đâu được. Phương à, đủ mẹ đó Phương à. Má nó chùm trên đầu nó không cho mở ra sao chịu nổi, nó bị ngủ cái gì. Ừ phải cho người ta thở chứ trời, ngợp mẹ không được khúc chơi gì kỳ á. trên đây đây nè Để đó nè hả? Phải Thôi trời ơi bắt ngủ mày về vô. Thôi làm hồi mệt quá mấy con. Ê Vi nè ơi, quên nó lộn nữa. Con dồn vô hết cho bà một cái đống cái giỏng gì sao hở. Trời đất quỷ thần gì mà cười. Tại sao kỳ thế? Mấy chú thở cho ngủ đây. Mấy chú thở nữa. Chịu không? Cho ngủ đây nè. Cho ngủ đó luôn phải không? Phải rồi. Chịu không nổi luôn á. Đừng chú thở đừng xuống. Chú thở đừng xuống nữa hả? Cú từ giờ. Bà chặt mày. Chàng nhiều quá trời rồi, một đống rồi chàng hoài. Ui có gì? Rửa. Rửa tao hồi tao gửi cho mấy bà coi nè. Cửa. Trong cửa về. Ờ cửa có con gà, có ông già nữa. Không cửa. Cửa có chim. Có con chim hả? Ờ có con chim. Nó nghe tiếng chim kêu chip chip nè, cửa có con chim. Đó. Cửa đây có chim nè. Ờ có con chim ha. Thôi tắt đi bà, không là bà học ra quậy quá, bà không làm nữa à. Quá trời quậy rồi, chết tôi rồi, tôi từ giới thiệt rồi. Tiền nè nó quậy quá trời rồi.